3 ngày xin, trời ơi, không thể tin nổi. Hôm nay là cô thương rồi, không thể tin nổi. Cho Rom là quân bên bạn chúng ta là 3 ngày xin. Quân của thằng B xấu nhất hôm nay đó là con Greg, nhưng mà con Greg này đánh được. Con Greg đánh khỏe trong cái sới của 2 Katha, không thể tin nổi ạ. Một ngày cô quá thương. Đủ rồi. À đây rồi, mày quá đã được cái gò. Chết dở. Chết dở anh em ạ. Không quân xấu. Xấu nhất là Greg thì bên kia lại cầm 2 Katha. Cuộc đời nó nghiệt ngã. Nó đắng cay. What? What? Sẻ cầm Katha là sao anh? Em thấy sẻ cầm Katha có sát thương mấy đâu. Sẻ cầm Katha không sát thương rồi tại vừa rồi. Có hào thôi. Có hào khỏe từ đấy thôi. Băng bên này là máy game thủ Trần Sai. AC dành cho trường Mạc Văn Khoang. Sai ơi. Thơm đấy. Thôi làm mong một đỏ này là cả tháng đỏ anh em ơi. Mong một đỏ này cả tháng đỏ rồi. Mày qua sáng này được đồn lên. Sai ơi, đỏ quá. Ba boy thì có cháu thầu. Bắt đầu 7 cây. Trận đấy sẽ cầm Katha đâu. Hào cầm Katha mà. Sẽ cầm Katha đấy cũng qua một váy. Ông đấy toàn xem không xem có, toàn có men linh tinh. Đúng rồi anh Phạm Tuấn đây, hôm nay cô thương rồi. Hôm nay đúng thắp hương rồi. Chứng tỏ hai thằng này là thắp hương rồi. Sáng nay thầu đánh như truy mệnh cũng rất hay. Tháng 3-1 về C. Úi xài ơi. Thôi. Ba con voi câu kìa. Bất thẩm mỹ. Đấy, cái giá phải giảm sự câu voi. Ba con voi câu xấu thế. Không thể tin được. Câu voi như này chết tôi không. Câu voi như này. Vãi cả voi. Vãi chưa. Này kết bạn tâm sự à. Kết bạn tâm sự này. À, cảm ơn anh xem anh Phú Yên nhá. Ừ lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi em ấy làm kèo em ấy gãy. Lâu lắm rồi. Từ cái thời thời điểm lâu lắm thời điểm mình ui, mình vẫn đang đam mê, vẫn đang cháy bỏng. Ủa kích 8-30 rồi. Bên này là máy game thủ con BB. Cũng thì có hai voi ăn xanh với game thủ Mạnh Hào. Ừ, cầm Roman. Ai kết bạn à? Có cái mấy anh gì đây? Tâm sự đây. Zalo đây. Các bác không để ý à? Cái tâm sự Zalo các kiểu này. Nhưng mà em ban rồi. Thôi em ban rồi. Cái khán giả không được ban. Nhưng mà cái thể loại ấy thì được ban. Ban thoải mái. Thôi đừng có lòng lẻo đi. Thằng 3C đi nghỉ sớm đi. Mệt lắm rồi. Hai mốt phần trăm dành cho game thủ chim sẻ nắng và 19% dành cho game thủ mình ao. Tổng kết. Hào ia. Ô, thế là cho ia anh em, hay là cho rôm? Ô ia thì ia thôi đơn giản mà.
19 dân giành ông Pan, pick 11. Ui giời ơi, 11-10. Vai nồi. Thế là mình lên sớm đâu. Cháu xẻ đi rồi. Dân đâu? Nhẹ 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 nhẹ. Vậy là không phải là quyết định đến cùng. Có con giò, Hào vừa mới có giò rồi. Chim sẻ đã có 6 dân đây. Vì được chọc khá khéo, ăn được 2 dân của game thủ chim sẻ nào. Phải cầm chó son. 3 dân nằm xuống. Chắc chắn là 6 dân của chim sẻ đã nằm xuống rồi. Đóng phu dành cho game thủ cầm màu 3 BB. 1L, 1P. Bánh xe, rất chuẩn. Vâng, ăn được 6 dân của game thủ chim sẻ đang ở bãi quả. Và con dân này tiếp tục nằm xuống dành cho game thủ chim sẻ. Bên này là game thủ tiểu bàn thầu. Xin chăm gỗ đi. Chăm gỗ đi em ơi. Vâng, đội bạn đang tách rồi. Bây giờ bi cho thằng thầu chăm gỗ nó đẹp tươi. Đẹp tươi đấy. Jacob. Đây là 21 dành cho bi. 1L1P. Bài hàng khung nhà. Hơi khó vào rồi. Bắn là chém người bạn. Không được, chạy. 4 con chém. Bi dụng này khá gắt. Có lạc đà sang kê. Bên dưới, bên dưới, bên dưới, bên dưới, bên dưới. Rồi, bắt luôn mừng tôi chém này của game thủ chim sẻ. Đang này là 28 này cho game thủ tiểu bàn thầu. Cơn cung đầu thứ hai chuẩn bị có bên trong. Này, cái gì đây? Quá mọng luôn. Đây là 30. Cái này BB đang có tham là 24. Làm có chém này, thơm lưng. Mát người. Vâng, được có chém ngay. Alo. Đỏ đi, 26 hình như được có chém. Vâng, được có chém dành cho game thủ vâng BB. Hay quá. Vâng, ăn hoang thì bãi quả thì lạc đà nhiều vô con nhà bà kể. Bây giờ mang lạc đà đi sang nhà game thủ. Vâng, cầm màu 2. Đó là game thủ chim sẻ. Sau đó để cho game thủ tiểu bàn thầu đẩy cung đờ chéo sang nhà game thủ Yamato trong tay game thủ Mạnh Hào là kết thúc. 34 dành cho AC. Chốt em vào, đúng. Chính xác là như vậy em ơi. Xúc. Gặp đâu xúc đấy. Gặp đâu xúc đấy, nâng giáp. Gặp đâu xúc đấy trong tên này. Và tỷ số là 2-0 dòng thiếu thứ 3. Sai. Cô thương thì phải tận